chào những khán giả của chương trình Bình Minh Cao Nguyên. Hiện tại Minh Thư đang có mặt tại con đường Tăng Bạc Hổ, thành phố Đà Lạt. Sáng nay thì không khí khá là lạnh và bây giờ chúng ta có một cốc cà phê nóng thì thật là tuyệt vời, phải không quý vị và các bạn? Ngày hôm nay thì Minh Thư sẽ cùng quý vị chúng ta trải nghiệm một địa điểm mới với tên gọi thật là độc đáo, đó chính là cà phê muối. Và có lẽ điều đặc biệt của quán cà phê này không chỉ là tên gọi mà đây còn là một đứa con tinh thần của một nghị lực vượt lên trên số phận của một chàng thanh niên trẻ tại thành phố ngàn hoa của chúng ta. Bước chân vào quán, có lẽ cảm giác đầu tiên của không ít người là một không gian tươi trẻ và đầy sức sống được hiện ra trên từng hình ảnh, từng nét chữ trên tường. Sự trẻ trung hiện đại đó còn được thấy trên từng khung cửa sổ, một kệ sách với những cuốn sách về cuộc sống, về nghị lực con người. Và điều đặc biệt nhất đó chính là trong thực đơn của quán có một món đồ uống rất lạ, cà phê muối. Một loại thức uống mang trong đó một câu chuyện vượt lên trên số phận nghiệt ngã để được sống với đam mê của mình. Câu chuyện được viết lên bởi một chàng trai tuy khuyết tật nhưng lại có một tâm hồn trong sáng, thanh cao và một ý chí vươn lên mạnh mẽ. Anh Đặng Đình Quý, cựu sinh viên trường đại học Dệt Sen Đà Lạt. Tuổi thơ không may mắn đã không làm cho nghị lực của anh phai nhòa, mà chính những điều đó đã là động lực để anh luôn sống và cống hiến cho cuộc đời. Thực sự khi khởi nghiệp ấy thì rất là nhiều khó khăn, và mình có một lời khuyên được cho các bạn trẻ khi bước chân vào khởi nghiệp, đó là phải sống bằng tất cả lòng tin, trách nhiệm. Cái thứ hai nữa là nếu khi bắt đầu khởi nghiệp thì hãy đặt ra một câu hỏi cho mình, đó là khi trước khi bắt đầu vào khởi nghiệp ấy thì hãy hỏi là tại sao cái lĩnh vực này người khác chưa làm. Và khi bắt tay vào khởi nghiệp rồi thì hãy tự nói với mình rằng nếu như việc này mình không làm thì sẽ không có ai làm cả. Khách của cà phê muối rất đa dạng, từ những bạn trẻ, những người trưởng thành hay những vị khách lớn tuổi. Tất cả mọi người đến đây đều có chung một cảm nhận, đó chính là sự khâm phục về chân dung nghị lực của một người trẻ. Dạ, em cảm thấy thú vị và rất là ấn tượng đầu tiên khi là các trang trí và không gian ở đây rất là biệt, rất là đẹp. Và đó là điều ấn tượng đầu tiên của em. Em rất là thích nơi đây. Cái không gian của nó rất là yên tĩnh. Em thấy anh Quý là một người rất là giỏi và em rất là khâm phục anh vì anh không chịu đầu hàng số phận mà anh luôn tìm tòi những cái mới để phát triển và đưa đến với giới trẻ, cho những người học hỏi về sự quyết tâm và không ngừng nỗ lực của anh. Thưa quý vị và các bạn, vị ngọt của ly cà phê đắng đã làm cho Minh Thư càng cảm nhận rõ hơn về nghị lực sống của con người Việt Nam từ xưa đến nay, và đặc biệt là nghị lực vượt lên trên số phận và tự khẳng định mình của chàng trai khuyết tật này. Và Minh Thư hy vọng rằng với những điều thật đẹp đẽ tại thành phố ngàn hoa Đà Lạt sẽ được lan rộng khắp và được mọi người đón nhận. Còn bây giờ Minh Thư xin được nói lời chào tạm biệt. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng quay trở lại chương trình cùng với Hải Yến và Xuân Long.